ở Lazada có những cái khủng khiếp sau đây mà các bảo đảm là không dám trải qua thêm lần nào nữa. Bị ba đào bào luôn. Bị ba đào bào luôn mẹ. Mà ông Đút ông nói nè, thôi Di ơi, tha cho tao nha, tao tập cho vui thôi. Thôi sao dạ. Hồi đó đó trẻ trâu đua xe bị té gãy bà lên cái khớp vai rồi. Trời ơi, mày nghĩ y thiệt của tôi còn bự giờ gãy khớp vai luôn hả? Ờ, khớp vai gì gãy. Thánh địa thể hình. Thiên đường giúp mỹ. Diêm chúa ngao du. Giao lưu thần tượng. Hợp đồng triệu đô. Kết nối bang giao Việt Mỹ. Doanh nhân trẻ Việt Nam Duy Nguyễn THOL. Chào mấy em. Chào mấy em nha. Bữa nay anh mệt quá. Má trăm công nghìn chuyện ở trên đời. Tiền ra quá trời, cúm corona nữa, nghèo thấy mẹ luôn mấy em. Bây giờ cái dịch corona này nó làm cho kinh tế đi xuống. Tất cả mọi ngành kinh tế đều thê thảm hết. Trong đó ngành gym của tụi mình cũng không ngoại lệ. Tiền thì nó ra hoài. Tối ngày thầu này đòi tiền, thầu kia đòi tiền. Đồ điếc anh xù đầu luôn. Tin không? Bạn này mới vô tin. Download cái live stream hồi sáng vô. Khúc đầu đó. Đòi tiền xúc quần luôn. Đây nữa nè. Cái hợp đồng kinh tế nhôm kính. Nhôm kính bên quận gì bên mẹ rồi. À nhớ rồi, quận 9. Quận 7 nó mới đòi sáng em. Cái này là quận 9. Em đi ngang em thấy bên quận 9 mặt tiền đó, nó chưa có xong đó. Là đang duyệt kính mấy em. Đang duyệt kính nha. Kỳ này ở bên bển á là anh chơi lớn luôn. Nó làm cái hệ kính như châu Âu vậy đó em. Giống châu Âu ăn cắp thôi. Tại vì bên châu Âu á là nó làm cái hệ của Euro Window. Cái hệ đó mắc lắm. Cái hệ đó mình làm là cái như làm khách sạn thì có ăn. Nhưng mà làm cái phòng gym á, bây giờ vô thu có 3 cọc 3 đồng tiền lẻ không mà làm cái hệ đó nó ổn. Nên anh vẫn trung thành với cái hệ nhôm tàu mấy em. Nhôm tàu, nhôm Sifa. Sifa. Cửa này cũng Sifa nè. Nói chung là cũng bền, cũng được, cũng ok. Không quảng cáo cho nhôm nha. Hợp đồng gần tỷ bạc. Kính không. Cái nhà đó mấy em. Kính không. Mất tiền. Chỉ mấy cái cửa. À, mệt quá. Tập gym mà coi như là không cảm xúc luôn. Bữa nay tập cũng nhiều lắm. Đang tập giữa chừng xong rồi cái bên quận 9 quá họp. Có một số thay đổi. Trời ơi, xù đầu luôn. Cá hồi kìa. Để đó kìa, ăn không nổi luôn á. Không tin chị em mới quay vô coi. Ăn không nổi luôn mấy em. Quá giờ không có cảm xúc để làm cái gì hết á. Bây giờ phải uống là BCA E. Phải không? E-A-A cua nụ trắc. Đâu hủ rồi. Đó đó, ông bố đó đó. Tại vì anh nợ mấy em. Anh nợ mấy em đó, mới làm cái video này đó là hai chữ trách nhiệm. Vậy thì anh nợ mấy em cái gì? Cái event đúng không? Không ai trả lời đúng hết. Oh, no. Anh hỏi là cái máy này tập vô cái gì? Ở bên Lazada nhớ chưa? Vô comment trên cái gì ông nội. Nhật trên thì tôi đố làm cái gì ba. Cái máy nó lạ lắm. Lúc mới đầu mà Duy gặp chứ, Duy nhìn thấy Duy cũng tưởng nó chơi ngược trên với dai các bạn. Không phải. Cái máy đó là tại sao? Tại sao? Nó tại sao ông thần? Bởi vì tụi bay kém ý quá. Đúng không? Tụi bay kém ý quá lúc đầu á. Lắp vào đây chơi bài gì? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Tại sao? Thì chúng ta chơi tại sao ông nội? Bị gài rồi. Máy tại sao đó? Máy ở Việt Nam chưa thấy. Mà bên bển nó có mà. Nói chung là Lazada phòng có cái máy nó độc lắm. Quất vô một cái giật bà đang chuột bật 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 luôn. Vậy là không ai đúng hết nha, xù đỡ. Đó nè, các bạn comment đâu có đúng đâu. Các bạn tối ngày là cứ ngực với vai này nọ kia không. Thì thôi, bây giờ tôi sẽ kể lại một cái buổi tập khủng khiếp
dưới lắp radar. Lỡ hứa với các bạn rồi, ở lắp radar có những cái khủng khiếp sau đây mà các bảo đảm là không dám trải qua thêm lần nào nữa. Bị ba đào bào luôn, bị ba đào bào luôn mà. Đó, lúc đầu tiên á là vô làm lắp radar ông đủ tập không? Chơi sẵn chơi trời, mang theo đồ tập mà, mang theo nguyên cây THOL luôn. Đó, đi vô phòng thay đồ quốc liền, xong rồi lấy miếng nước uống, vô tập trung với lắp radar từ bài này bài kia. Xong hồi cái thằng đệ tử ông vô là rút ly với bạn, ông rút đi chung với ông ly, ông rút ông vô ông bạo cái nữa, mà ông rút ông nói nè, thôi Di ơi tha cho tao nha, tao tập cho vui thôi. Hỏi sao dạ? Hồi đó đó trẻ trâu đua xe bị té gãy bà nó cái khớp vai rồi. Trời ơi, mày nghĩ y thiệt, ô túi còn bự vậy mà gãy khớp vai luôn hả? Ồ, khớp vai bị gãy. Chơi mô tô đó bạn, motorcycle á. Đó nên ông rút vô chơi cho nó vui. Xong rồi cuối cùng á là ông con vô. Ông con vô ông này ông làm hơi quá liều mấy em. Nên thần thái của ông này nó ngộ lắm, nhìn mặt tập căng không? Căng không? Trả lời đi, bạn nhìn ông tập có căng không? Mà mấy em muốn trả lời được á thì mấy thằng khỉ dựng video phải chèn clip. Mấy cái thằng khỉ dựng video dạo này có trào lưu á, là nó để tao nói không à. Không có hình con khỉ gì trơn, trong khi anh ở bên Mỹ anh quay quá trời. Anh phải quay lén có đó mấy em. Có những sụt là quay lén. Mình không cầm máy quay mình chỉ tùm lum ra mấy em. Mình quay lén thấy mẹ luôn. Vậy mà về nở lòng nào nó không chèn vô. Nó không chèn vô làm cho mấy em không hiểu. Nói ủa sao anh nói nhiều vậy, anh không quay đi. Tao có quay mà nó không chèn. Còn mấy em hỏi sao anh không làm vlog trực tiếp đi anh. Xin lỗi anh là giám đốc chứ không phải trẻ trâu. Mấy em nghĩ gì sao trời. Đúng không? Ở bên nước ngoài á, mình quay phim á là người ta phải cho phép mình mới quay mấy em. Đâu có ai mà cầm cái máy quay chỉ chĩa vô này nọ kia. Mất văn minh lắm. Không có được mấy em. Nghe nên mấy em đòi hỏi anh cái yêu cầu đó là quá đáng. Thí dụ như có mấy thằng nó xác định nó là trẩu tre đó, thì nó chơi mấy cái đó kệ bà đó, nó ăn chửi hoài cái gì. Còn anh là đối tá, anh qua bên đó với vị thế là người Việt Nam, đúng không? Đại diện cho công ty BBT đi giao dịch, đi gọi là gia hạn hợp đồng, đi ký kết những cái điều khoản mới và phân phối những sản phẩm mới, đúng không? Đi giao lưu văn hóa, giao lưu gym, nó khác nha. Vậy thì cái khó nhất là một mình anh cân ba người mấy em. Ba người đó vô bà hoài mệt quá. Cái đó là cái khó nhất. Cái khó thứ hai là gì? Là thời tiết lạnh. Ở bển thời tiết nó lạnh lắm em. Mình vô một phát một là mình, tức là nó lạnh quá, nó không có động lực nó tập, hiểu không? Nó lạnh vừa vừa thôi. Còn cái này em tưởng tượng nó lạnh mà lạnh xuân vòi luôn. Thì em vô phòng gym mình phải warm up rất là lâu. Đó. Nên cái khí hậu cũng là vấn đề. Và cái thứ ba nữa là máy tập dở quá ông ơi. Máy tập dở quá. Mấy em nhìn cái phòng máy cũ không em? Máy cũ không à? Nha. Nên tập gọi là nó, mình tập máy xoang đó, nó quen rồi. Đó, nên mình tập những cái máy đó đó, nó hơi, nói chung là cũng không sao. Nhưng mà nó cũng là một cái sự gọi là nó thay đổi, mình không thích khó thích nghi. Anh tập ở bên Mỹ á, không riêng về phòng lắp radar mấy em. Có khoảng chừng 10 phòng gym, anh tập khoảng chừng chục phòng hơn á, thì chỉ được có 2 phòng là máy xịn thôi. Chỉ được có 2 phòng là máy xịn thôi. Còn mấy phòng kia máy nó thường lắm em. Tập mấy cái máy cable á, với mấy cái máy soft drive mà nó cùi cùi là đạp không được, chơi không được. Đó, tập free weight thì lỏng. Mà free weight á, tức là cùng tạ dumbbell với cái tạ barbell đó, em tập cái tạ nào nó cũng vậy thôi à. Đó, miễn là khối lượng nó nặng, nó đồng chất là ok. Còn khi mà dư vô cái máy mà cable là một, là với cái máy mà soft drive là hai nè, là nó phải xịn, đá nó mới vô, giật lưng nó mới vô, tập vai nó mới vô, nó mới feel được mấy em. Còn đa phần đó là mấy cái phòng gym ở trong hãng đó, nó chỉ là những home gym thôi. Nó chỉ là những home gym thôi mấy em, hiểu không? Nên cái đó cũng là ảnh hưởng tới cái việc mà buổi tập. Cái thứ ba nữa đó là tập á, là không có rì quật cao, không có in trao quật cao luôn em. Tập như vậy mới chết, đúng không? Anh tập tại sao không có, anh có mang. Nhưng mà cái ông nội lắp radar ông không có uống. Dạo này á, là lắp radar thay đổi rồi nha mấy em. Lắp radar không còn như ngày xưa nữa. Mà lắp radar là chuyển trọng tâm qua những cái sản phẩm protein hết rồi. Hiểu không? Hồi xưa đó,
thì Lab Radar nó có những sản phẩm reward cao super chạc, nhớ không? BCA Powder nhớ không? Nhưng mà bây giờ nó chìm vào dĩ vãng, không chơi nữa. Lab Radar nhận thức rằng nó thế mạnh của Lab Radar là gì? Là protein. Thế mạnh của Lab Radar là đây nè. Lean. Lean. Muscle mass. Đúng không? Có phải là muscle mass là giờ là rất là nổi tiếng. Và lean body cũng rất là nổi tiếng. Lean body for her cũng rất là nổi tiếng. Đó. Rồi có lean body low carb nữa. Và bây giờ là lean roll 8. Nó nhiều sản phẩm protein lắm. Mà sắp tới Lab Radar phát triển thêm thằng plant protein nữa. Lăng không phải là bánh lăng không nổi. Lăng là thực vật. Nó cạnh tranh với raw fusion đó mấy em. Hiểu không? Nên Lab Radar no longer. Không còn những thằng reward cao và BC nữa. Do đó ông Lab Radar ông tập chay luôn mấy em. Anh thấy ông tập mà ông tập chay ông không uống gì trơn hết á. Mà người ta không uống mình uống nó kỳ. Đúng không? Mấy em đồng ý với anh không? Mà mình uống người ta không uống với kỳ mới kỳ. Vậy mấy em hỏi anh, ủa sao anh Di không lấy ra mời ông uống bằng cái bình tho? Có ai nghĩ gì không? Trả lời thật lòng đi. Có ai nghĩ gì không? Anh Di ơi, tại sao anh đã mà chơi nguyên cây tho rồi? Dây quấn cổ tay tho, dây kéo lưng tho, bao tay tho, cái áo tho, rồi đôi giày tho, đôi vớ tho, thậm chí quần cũng tho luôn nữa. Vậy sao anh Di không mời ông uống trong cái bình tho? Dạ còn lại mà. Biết sao không? Trời đất ơi, tao mang theo Âu Liếp ông nội. Tao mang theo Âu Liếp. Với tao mang theo Aminolin. Với tao mang theo EA. Ủa như có gì đó nó sai sai mấy em. À cái sai thứ nhất là cái gì? Là EAA. Đọc lẹo lưỡi hay ngược. Cái từ đọc lẹo lưỡi hay ngược nha. Nè EAA. EAA. Ok, em chậm thôi. Đó là cái sai thứ nhất. Còn cái sai thứ hai là quá sai luôn đó em. Ủa đang tập với ai vậy bà? Ủa đang tập với Lab Radar, ông muốn đàn nụ trách. Chơi vậy chơi với chó chứ chơi với ai ông nội. Chơi bây giờ là rất khốn nạn mà chơi vậy rất là mất dạy. Từ đó tụi em có thể suy ra. Tụi em vô THOL, tụi em tập mà tụi em mặc áo. Tụi em vô THOL tập mà tụi em uống sớp. Điền vào chỗ trống đi mấy em. Chứ anh không dám nói nha. Khách hàng là thượng đế. Anh phải nhịn nhục để anh kiếm tiền mấy em. Còn tất nhiên anh là dân trí cao, anh là văn minh. Thì anh không thể nào mời ông Lab Radar mà uống cái ao liếp được ba. Đúng không? Mặc dù người ta thừa biết rằng à Di Nguyễn là phân phối số 1 châu Á về Nutrac. Người ta biết hết chứ. Nhưng mà không lẽ giờ mình tự nhiên mình tập với người ta, mình mang cái reward cao ra, mình quất ông ọc mình mời ông uống nữa. Ôi sao được ba. Chơi không được nha. Nên mấy em đừng có thắc mắc. Đừng có thắc mắc. Và buổi tập đó nói thật với anh là buổi tập rất là áp lực. Áp lực lắm em. Tại vì sao nữa? Còn nguyên nữa là cách tập của Lab Radar nó khác anh. Lab Radar là chơi nhẹ mà cường độ cao, chơi nhiều rep. Còn anh là trường phái của anh là gì mấy em? Mắc OT. Đó, mắc OT. Hoặc là lean body, ta một đời ngạo nghễ. Nên khi mà anh thay đổi cách tập đó, thì anh bị sốc mấy em. Anh bị sốc cơ, chuột rút thấy mẹ luôn. Anh thề luôn á, tập xong má ơi, cái tay sau nó rút bạc bạc luôn. Cái tay sau nó rút bạc bạc luôn á, mà anh tập tay sau nó rút á, anh phải làm vậy nè. Anh ra bộ say say diễn cũng sâu lắm em. Đâu cho người ta biết mình bị chuột rút đâu trời. Nó rút thấy mẹ luôn. Mày quen quen lắm em. Giống như đang chơi mà chơi phim trưởng á. Hai thằng đấu phép rít rít. Má mặt căng căng lên. Thôi được rồi. Hôm nay tới đây là thôi. Lão phu tha cho nhà người đó. Thằng kia mới điên cái mối máu. Đúng không? Thì cha. Xong rồi tới hồi á. Tập tay trước á. Chuột rút vậy. Chết mẹ này. Ráng. Xong rồi cái tay. Cái tay với bộ trống vậy nè à, nói chuyện trống vậy nè. Ôi cho nó men lên. Thật ra để chống chuột rút ông ơi. Khí hậu nó lạnh, nó dễ rút. Thứ hai nữa là khi mà các em tập nó thiếu điện giải. Đúng không? Intra hoặc cao nó thiếu điện giải. Mình là dân xứ nóng, mình qua mình tập là mình khác nhà rồi nó. Bởi vậy mấy em thấy không, cái môi trường nó quan trọng lắm. Thằng nào mà đã, ví dụ như thằng nào đá banh, ví dụ như châu Âu đi, thằng nào đá banh giữ thằng Đức đi, mà thả nó qua cái sân của thằng Bolivia là nó đá không gì ăn được hết. Nó chạy mới có 45 phút nó thở như đót vậy đó. Tại sao mấy em? Tại cái sân đó nó cao quá.
cái sân đó nó cao quá, mẹ oxy nó yếu, cái thằng Bolivia thì nó đá được thôi, chứ mà xứ khác qua đá là tập liền. Cái sân đó sân gì, điền vô đi, hên trúng event mem. Rồi cái tiếp theo á, ở trong cái buổi tập đó đó, là nó không có gọi là nhóm cơ nào hết. Lúc trước á, vô á, là Ly với Rút á, là hỏi ở hôm nay tập nhóm cơ nào, anh nói nhóm nào cũng được, bạn tập được cái gì rồi tôi tập được cái đó. Nên tóm lại là tao tập sao anh tập theo vậy. Nó cũng hơi rối đội hình mà. Vậy tóm lại á, cái này mới thật sự là giao lưu đúng không? Yes. Đó là giao lưu. Còn anh dùng cái chữ mà gọi là huyền thoại á, thì anh thấy á là Lắc Rada thật sự là một người huyền thoại, mà là một người anh cũng rất là kính trọng. Thì anh đã thể hiện trong cái tình cảm của mình và cái suy nghĩ của mình trong cái video trước rồi, không có gì lạ cả đó. Còn hôm nay thì anh chia sẻ cái buổi tập của anh nó gần như gục ngã mấy em. Thí dụ mình tập một mình á thì nó dễ, còn mình tập chung người này người kia thì mình rất là gục ngã, mà mình rất là vô cơ. Yes. Bây giờ cái đó đó là cái lý do anh nói đó, tập á thì mình nghèo á thì mình không thuê PT, mình không thuê PT, nhưng mà mình có tiền mình thuê PT thì nó khác liền bạn ơi, nó khác liền. Bạn tập bạn thuê thằng PT nó hiệu quả gấp 10 lần bạn tự tập. Oh, yeah. Tại vì mình tự tập á, thứ nhất á là sao, mình sao nhãn. Mình tập xong mẹ ngồi ôm điện thoại, ngồi nhớ gái bồ biệt từ lưu chưa hết nè. Rồi sao nữa, cho mình tự tập á thì mình phải khiêng tạ, lắp tạ, dẹp tạ, là mình đang mệt cho những cái động tác đó, mình không còn sức để mình dành cho những động tác chính. Rồi sao nữa, mình tự tập không có bảo kê, không có bảo kê bạn dùng kỳ quỷ cho nó dành máy rồi ai lại đuổi nó đi, phải có PT là đuổi chứ, không lẽ mày lại đuổi nó quýnh mày luôn. Nó khổ vậy đó, dân Việt Nam mình, dân Mỹ cũng vậy thôi, nó cũng dành máy ưa sừa hết rồi. Vậy thì cái giải pháp nào để chống dành máy? Tới THOL tập đi ba. Tại vì sao? Tại vì THOL á đầu tư rất là nhiều máy. Bên quận 12 và quận 9 là mỗi máy 2 cái. Không có chuyện mỗi máy 1 cái. Móc đùi là 2 cái, đạp đùi 2 cái, đá đùi 2 cái vậy đó, không ai nào đụng nào hết. Giàu mà. Thật sự luôn á. Giàu lắm. Nói gì máy là giàu. Riêng vụ gì với máy là Duy Nguyễn là người hiểu được tập gym á, cảm giác chờ máy là cảm giác khốn nạn nhất. Mà cái cảm giác tập đúng cái máy cùi nó cũng khốn nạn luôn nữa. Đó, nên phòng gym bên quận Bình Tân là tẩy chay máy cùi. Đúng không? Không tin hỏi Duy Phan để tập gần nhà nó đó, máy nó sao nó qua đây tập máy sao. Mà chính khách mà nói á, khách Duy Nguyễn nói nha. Gái. Nó làm. Ôi mấy thằng lão láo nó nghĩ kệ mẹ đi, nó kiếm được đâu chỗ nào máy ngon chỗ này. Khách cho tao nói đó. Không phải anh nói đâu. Yeah. Nhiều khi cũng sừng cồ lên này nọ, nhiều khi nói chung là làm ăn dịch vụ mà khó khăn lắm em. Nó phát sinh ra nhiều tình huống và nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà cái chính của Duy Xây Dựng Dịch Vụ là gì? Là tạo cho khách hàng một cái dịch vụ tốt nhất có thể. Đó, có thể. Tất nhiên là Duy rất là máu lửa với ngành với nghề. Thì nói về phòng gym á thì THOL rất là chất, rất là chất đó. Còn nói về sản phẩm thì cũng rất là chất. Còn đôi khi có thằng sale này nó lụ đạn, thằng sale kia nó âm binh đó, thì đó là con người. Cái đó là Duy gì cũng từng gọi là từng bước để cố gắng để cải thiện cái dịch vụ của mình, đúng không? Cố gắng từng bước cải thiện dịch vụ của mình. Nên tập gym với idol là một cái đó nó rất là hay, nó rất là thú vị. Và từ khi trong cái buổi tập của Lắp Rada anh lóe ra một điểm như vậy, anh sẽ thực hiện lại chương trình tập luyện với Duy Nguyễn nè. Thì bây giờ các bạn đến phòng gym của BVT của ta là bạn tập với anh. Không lấy tiền mà cũng chỉ nhiều nữa, nhân tập với anh thôi, chỉ chút đỉnh thôi nha, chứ không phải là anh làm BT cho bạn mà anh tập với bạn đó. Thì đó là cái memory của anh và cũng là cái memory của bạn. Nhưng mà tập với ai là anh phải lựa nha. Yeah. Ưu tiên gái đẹp trước, con trai thì ưu tiên fan cứng, fan cuồng nha. Yeah. Chứ không có cái màn giao lưu nó khó lắm bạn, đâu tự nhiên đạp xe cái tép thấy Duy Nguyễn bay vô rồi thân thiết tiền thương quá tập giao lưu này nọ kia. Tụi mấy thằng cha đó né tiền tập ngày đó ba, vô làm thân hồi xin tập free
đúng là mấy bạn đặt ban tổ chức vô hoàn cảnh khó, đúng không bạn? Vô tay bắt mặt mừng này nọ, fan Duy Nguyễn từ YouTube tới livestream, từ Bigo tới Instagram này nọ các kiểu, họ vô anh có thể tập trung với anh, em có thể tập trung với anh một ngày không, mình ok, mình tập cũng nhiệt tình, họ xách đích về luôn ba, không hết đóng tiền tập ngày 200.000 đó ba, chơi vậy đó. Đó nên nó tóm lại là cái video này nội dung anh nói là cái gì, nó là cái gì mấy em? Duy Nguyễn thật sự gục ngã trong buổi tập BBT, ở trong buổi tập với Lắp Radar. Gục ngã là bị chuột rút đó ông nội, tập mà khổ quá không có sức uống đó, cái đó kêu là gục ngã chứ phải gục ngã là xỉu. Và cái nội dung thứ hai nữa đó là sẽ cố gắng phát động lại cái chương trình tập luyện cùng Duy Nguyễn. Chứ bây giờ mình tập luyện mình đam mê để đời mà mình không có giao lưu nó cũng buồn mấy em hen. Nhưng mà giao lưu nó phải đúng chất giao lưu nha má. Thằng nào mà rủ giao lưu vật tay gồng tay lóc không cho đẹp đến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin thân ái kính chào. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.